Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay về một ít pin Mỹ về 4A. Mỹ về 4A nha anh em. Và nó nguyên zin, giá 1 triệu một viên. Nó có lướt chút xíu, có chứng nhận UL, hàng Mỹ nha anh em. Đây, cái này mình cũng chưa lau chùi gì hết. 4A, nói chung là xe Samsung. Màu đen này, cũng UL từ Mỹ giờ 197. Đây, một triệu một viên nha anh em. Cái này nó có vạc lên này, nói chung là đồ nguyên zin, nguyên zin từ A tới Z luôn. Đó, có dính bụi ha. Rồi, pin pin 40V 4A, 40V 4A, giá 800.000 nha anh em. Anh em về chạy máy cưa, máy rửa xe các kiểu được pin 4A. Cái đầu vạc đây là thế hệ mới nha anh em, 4A, giá 800.000. Thì anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Thì mấy cục pin này, đây, báo hở pin luôn. Sạc cho 26, sạc 36 của anh em ok luôn. Giá chỉ có 800.000 một viên thôi nha anh em. Nó về chưa có lau chùi hết. Anh em cứ quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng.